Trong tuần qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử phạt 4 trường hợp sử dụng trang cá nhân đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội với số tiền trên 20 triệu đồng. Trong đó, xử phạt một trường hợp có địa chỉ tại Phường Bần, thị xã Mỹ Hào với số tiền 7,5 triệu đồng. Đây là trường hợp đã sử dụng tài khoản Facebook của mình đăng tải bài viết ảnh nội dung xuyên tạc, làm sai sự thật lời của lãnh đạo chính phủ, gây hoang mang trong nhân dân. Ba trường hợp còn lại, một ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, đăng video sai về biến chủng virus SARS-CoV-2 và cách chữa trị tại nhà. Một trường hợp có địa chỉ xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, đăng tin giả, xuyên tạc trên mạng Facebook của mình. Và một người có địa chỉ xã Cường Chính, huyện Tiên Lữ, đăng tải trên Zalo hình ảnh bài viết về cách loại bỏ virus corona. Mỗi trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ. Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh đã phát hiện nhắc nhở yêu cầu gỡ bỏ các bài viết sai sự thật về dịch COVID trên các trang mạng xã hội, 15 trường hợp phạt tiền trên 80 triệu đồng.